Xin được tiếp tục với thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo là Hoa hậu Phương Nga và đồng phạm Thùy Dung. Ngày hôm nay, mặc dù hội đồng xét xử tạm nghỉ, thế nhưng sức nóng từ vụ án này vẫn không hề thuyên giảm. Có hai sự kiện trong phiên xét xử hôm qua khiến dư luận nổi sóng. Thứ nhất, đó là chuyện nhân chứng bí ẩn Mai Phương được đặc cách trả lời thẩm vấn từ phòng cách ly. Và thứ hai là việc nhân vật này phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc trước đó. Vậy hai sự kiện này tác động thế nào đến kết quả của vụ án? Việc nhân chứng bí ẩn Mai Phương được đặc cách như vậy có được pháp luật cho phép hay không? Và tính khách quan của việc xét xử vụ án có bị ảnh hưởng hay không? Phiên xét xử ngày 27 tháng 6 có nội dung chính là việc hội đồng xét xử và các luật sư thẩm vấn nhân chứng bí ẩn Mai Phương. Hội đồng xét xử, luật sư và đây, nhân chứng Mai Phương. Nhân vật này đang ngồi trả lời từ phòng cách ly. Tình huống này rất đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên trong một phiên tòa tại Việt Nam, nhân chứng được đặc cách trả lời hội đồng xét xử theo cách này. Bám sát phiên xử, luật sư Nguyễn Thạch Thảo đánh giá rằng ông rất lo lắng về tính khách quan trong phiên xét xử. Theo quy định thì trong trường hợp này thì hội đồng xét xử sẽ bắt buộc sẽ kiểm tra nhân thân của nhân chứng để xác định có đúng đối tượng hay không. Tuy nhiên, đó là cái vấn đề về trình tự thủ tục của bên phía hội đồng xét xử. Còn về các luật sư cũng như là các cái dư luận cũng như là những người tham dự phiên tòa thì hoàn toàn không biết cái người đang trả lời ở trong là ai. Do vậy tôi nghĩ cái vấn đề này rất khó để mà đánh giá chứng cứ cũng như là cái người đang trả lời đó có phải là nhân vật mà các luật sư yêu cầu cũng như là nhân chứng trong cái vụ án này hay không. Đối chiếu với các quy định của pháp luật, không có quy định cấm nhưng cũng không có quy định cụ thể về việc nhân chứng được trả lời từ phòng cách ly. Cụ thể, điểm A, khoản 3, điều 55 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003, thì người làm chứng có quyền yêu cầu cơ quan triệu tập họ bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền lợi ích hợp pháp khác của mình khi tham gia tố tụng. Và trong trường hợp này, quyền quyết định thuộc về chủ tọa phiên tòa. Khi thẩm vấn công khai, người ta nhìn thấy thái độ và sự thành khẩn, sự chân thật, người ta cảm nhận được lời khai nào là sự thật. Ngoài cái việc người ta khai rồi cái biểu lộ cảm xúc của người ta thể hiện như thế nào, để cho mình đánh giá được cái lời khai, cái thái độ của người ta. Như hôm qua khi tôi thẩm vấn một số nội dung thì tôi thấy cô ra rất là búng nhúng. Cô ra chưa thể mà đặt trọng tâm vào những cái câu hỏi, trả lời trực tiếp vào những câu hỏi của luật sư. Có 5 nhân chứng được triệu tập thẩm vấn trong vụ án, trong đó có 4 nhân chứng trả lời trực tiếp tại tòa. Duy chỉ có người bí ẩn Mai Phương là trả lời gián tiếp. Theo các chuyên gia pháp lý, khi nhân chứng Mai Phương được trả lời thẩm vấn từ phòng cách ly, thì luật sư có quyền gặp trực tiếp nhân chứng này tại phòng cách ly để đối chất các nội dung về vụ án. Tại phiên xử, luật sư của Phương Nga cũng đã có 2 lần đề nghị chủ tọa về việc này, thế nhưng đều bị từ chối. Việc tôi muốn xác định và đối chất với cô ấy những cái nội dung mà có trong hồ sơ vụ án, rất là nhiều những cái tình tiết, nhưng mà rất tiếc hội đồng xét xử không chấp nhận và chỉ có đưa một số cái nội dung mà tôi đưa ra đưa vào cho cô ấy để cô ấy xác nhận, xong là lại đưa trả lại tôi. Thì cái đó là tôi rất thất vọng. Chúng ta phải có cách để bảo vệ nhân chứng, nhưng một cái sự khách quan ấy, là phải cho luật sư, thậm chí là bị cáo cùng với những người đó có thể vào phòng riêng để đảm bảo tính khách quan nhất. Xuyên suốt phần trả lời thẩm vấn hội đồng xét xử là những lần phủ nhận xen lẫn mâu thuẫn của nhân chứng Mai Phương. Theo các luật sư, bản thân việc phủ nhận của Phương cũng là một câu chuyện và nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình xét xử vụ án. Ngày mai, tòa sẽ tiếp tục phiên xử để làm rõ các tình tiết mâu thuẫn của vụ án và sẽ không có sự tham gia của nhân chứng Mai Phương.